bạn chẳng chuẩn bị xu hay xu sẽ đây con phụ ông ta nghĩa đây gặp ông sắc sắc nè thu vi âm bí chẳng đội đại ban krong túc cả phía schedule dương cái này cứ trời nâng ca thu bật hai như bạc cả nhà đôi sĩ cá nâng lược tu thiền bà chẳng phụ ông miên để dạng tiền bạc để tí đừng miên sầm nuôi chấm lái nơi trong đi chọc bạc để tí tiền bà chúng chẳng đăng thà ta có thiên lập bật rồi bỏ miền ở đây dạng ná xong participant audience như nông tập phone online nhé trong tập đặt hay nâng riêng sâu thì có thiên lập bật bỏ cốt là bây giờ mong chi chẳng này mùi ăn chặt mùi là nông chẳng nằm chẳng chặt thêm trong bây đây là cụ bàn đặt cho hỏi ôn đại crown chẳng chặt thông thông bây cứ trên Genesis tiện tàu nâng chlo bị sạt bờ mà lúc food safety và thiệt chuẩn này há hay nâng AMR thiệt so một sắp trang mì rồi và dân role có thể là bọt môi môi từ chỉ ăn môi đã bấm pin support đã ao đứng một cái chia chuẩn niên ai có thể one hell sắp thiệt tạm môi và dân cả nhà đôi xì cá cứ chia đi sắp cho năm dịp bấy cho mình tịch phí được nông mà cho lại có chất sản phẩm chân xong chơi cái nhà đôi xì cá Chào cô, chị đồng bộ này khi em xong chương trình xuất lực năng ở xuất đại mặt phẹt đồng thạ tình ác này. Nhưng khi em chung mô ở đối xí ká đồng năng ở trong tiệm prám đòi thay nên phong đá nhưng khi em mời một bằng hai dòng phí kết ca sao chia rồi bỏ trong rồi bỏ phục nhóm. Ở đây em phí ở một vị trí sắp để mối nâng ở em phí chung ngữ cho lòng tri kỳ này là. Đại trình đại bật góp ở trong nhóm dạy em phí ở mê tì ká. Đại mê tì ká rồi bỏ trong bộ nhóm ở miền trình nguồn bấm bấm rồi nói cứ ở tiệm muối ở ăn tại này sao có phép tại muối thì bây giờ mà này sao có phép tại muối thì bay vào vật có sao có phép tại muối thì buôn tầm nẹt tầm lòng Paris sát năng mà nước non tập quan eco thì prem cho ông sát này sao có phép tại muối nâng người cầm càng nghiệp phải chạy cái tay ăn trại cá xuống để hàng cá thẹn đập thấy ở đập bây giờ chỉ thì bù muối ở ông pi trong ngữ chỉ lo bị sát một mà nước đặt một con lan ở Paris mua thẻ ở Trikinella hay ở khả năng cho đợi tiêm một mũi phòng đá miễn cho đợi tôi đã miễn để dùng mình đấy phải nghe bằng coi chủng ngữ nâng cao chủng lõ rồi sẽ nhé nâng cao thua rồi mình chạy vị thiên là ca cao pia nâng vị thiên chi vạn sổ vạn tập hiếp ở vị thiên là ca cao pia nâng bài tốt cơ thân nạ chủng phục ở sau có phiếp xa thiên là nạ dịch đây sao nịt thay nâng xâm đồn phố hay nâng tiêm phòng phố dịch đây thay em lọ còn đa chủng loại tim muối ở hình dạng ở Athena sau có phép tại muối chủng phố Athena sau có phép tại muối để hao đây ở phía sau ông lấy cái hao thai one health cứ sầm đau từ lớn ở so all mà đang ao vớ phụ dưỡng ăn ở necessity ca trang bay được dịch đầy từ cá ở e intel human cho h human manu chết e eco ecosystem propon ecology ở e animal set thấy thuộc cái đó chỉ mỗi cái này ấy ơi hamon thấy sọc cái đom rồi mà nia ơi ơi chẳng ơi sọc phép tại mỗi cứ ban này tháp phép chẳng bao giờ bao giờ để luôn mình cho đừng ca luôn nơi được bao mình nốt rồi còn ecology đừng sát rồi luôn nơi chỉ mỗi cái này bao cọp đời sọc cái đom rồi mà nia xong slide chờ chỉ pin giờ pin này dùng mình này sọc phép tại mỗi one health cứ chờ ơi cái sự hẹp bắt bắt ca rồi bao thả bán cầu bị sai để miền trong này tầm nói chỉ mùi sọc phép mà nước sạn đường phải than đại miền co bầm non đồng bay tuột bán đâu sọc phép xâm nhập mà nước sạn đường phải than trở lại tiệm bán như vậy bây giờ vừa qua đi con sọc phép đẹp mùi lộc lộc chế ô bàn ní ơi flip hold khả năng chào một quan pram rồi đáp đào một quan pram rồi bài sắp lâu cơ chìa ơi vì chưa xa đồng bóng đã chìa rước con này sọc phép đẹp mùi lâu cơ chìa ơi Proto Medicus of Sicily chỉ chôn đo sống khăn với khăn ông ở Provatosa với chất xác nâng cao bị phía xa rồi bỏ mình đồ lọc bàn để dây thao với chất xác mình đồ trâu bàn trâu ca trong bác yếu rung chỉ mùi nâng ở bác sử phạt nó không chân là một quan trăm rồi hát sử phẩm phí có trâu bàn xa đó bác sử phía ở Sicilian đồng bay ở chùa ra theo bị bác khăn ông ca cổ rõng ca phát tục lãng này dùng ngữ bác đa xa cho rồi thật bác đại bàn tạo đó là ở có Sicily cho rõ cát ở Palermo đồng bay bây giờ bị trang năng chủng ngữ con trắng đặt công bố để thất bại quạt ban bên chia ở miền ca bùng hô tắc
នៅជុំវិញនៅបង្កើនមន្ទីរពេទ្យអើយមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អ្នកជំងឺឆ្លងលោកអើយលោក Claude Bigol ឆ្នាំ1712ដល់ឆ្នាំ1779លោកបាននិយាយថាគាត់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សធ្វើការវឹកវើជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់វិទ្យាសាស្ត្រសត្វលោកអើយ Rodolf Virchow ក្នុងឆ្នាំ1821ដល់1902ហើយក៏ជាស្ថាបនិកវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដំបងលើសុខភាពតែមួយគាត់បាននិយាយថារវាងវិទ្យាសាស្ត្រសត្វនិងវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សវាមិនមានការបែងចែកបន្ទាត់ដាច់ពីគ្នាហើយខ័យក៏មិនគួរមានដែរលោកអើយ William Osler ក្នុងឆ្នាំ1849ដល់1919លោកគឺជាបេតាវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបនិងជាស្ថាបនិកប៉ារ៉ាសិតវិទ្យាសាស្ត្រសត្វលោកបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកសរសេរភាសាអង់គ្លេសដំបូងលើ One Medicine ហើយលោកត្រូវបានគេដាក់ងារឲ្យថាជាបេតាវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបតចំណុចទី4គឺនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងបរិស្ថានស្អាតសត្វមានសុខភាពល្អនិងនាំឲ្យមានផាសុកភាពសារពាង្គកាយមួយគឺការចេញពីភាគល្អិតមួយគឺអាតូមដោយអាតូមភាគច្រើនបង្កើតបានជាម៉ូលេគុលជាច្រើនបង្កើតបានទៅជាមីក្រូម៉ូលេគុលហើយមីក្រូម៉ូលេគុលជាច្រើនបង្កើតបានទៅជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុលម៉ាក្រូម៉ូលេគុលជាច្រើនបង្កើតទៅជាធាតុកោសិកាហើយធាតុកោសិកាជាច្រើនបង្កើតបានទៅជាកោសិកាជាច្រើនបានបង្កើតទៅជាជាលិការួចហើយជាលិការច្រើនបង្កើតបានទៅជាសរីរាង្គសរីរាង្គជាច្រើនបានបង្កើតទៅជាប្រព័ន្ធសរីរាង្គបន្ទាប់មកប្រព័ន្ធសរីរាង្គជាច្រើនបានបង្កើតទៅជាសារពាង្គកាយមួយដែលមានសារពាង្គកាយមនុស្សនិងសត្វហើយមនុស្សសពថ្ងៃកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនិងកំពុងពង្រីកទៅតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រថ្មីថ្មីជាច្រើនជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនចំពោះការរស់នៅក៏មានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាជាមួយសត្វព្រៃនិងសត្វចិញ្ចឹមផងដែរសត្វដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់រួមជាមួយយើងមិនថាសម្រាប់ចំណីអាហារជីវភាពរបស់មនុស្សឬការធ្វើដំណើរនិងកីឡាផងដែរទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសត្វនិងបរិស្ថានបែបនេះគឺការផ្ដល់នូវឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់ជំងឺដើម្បីជំងឺឆ្លងរួមសត្វនិងមនុស្សហើយលើពីនេះទៅទៀតបញ្ហាសុខភាពរបស់មនុស្សក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសុខភាពសត្វរួមទាំងបរិស្ថានផងដែរតាមរយៈការរៀបរាប់ខាងលើបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ប្រសិនបើបរិស្ថានស្អាតនោះនាំឲ្យសត្វមានសុខភាពល្អជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានសុខភាពល្អផងដែរសំស្លាយបន្តចំណុចទី5និយាយអំពីឆ្អឹងឆ័ត្រនៃសុខភាពតែមួយនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងដែលហៅថា KWG នៅក្នុងកិច្ចការសុខភាពតែមួយមានឆ្អឹងឆ័ត្រជាច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែមានឆ្អឹងឆ័ត្រសំខាន់មាន3ដែលរួមបញ្ចូលជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធជាពហុវិស័យមានដូចជាជំងឺឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Zoonosis អសត្វប្រឆាំងនឹងមេរោគដែលហៅកាត់ថា AMR និងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលហៅថា Food Safety ក្រុមការងារបច្ចេកទេសដែលការពារសុខភាពមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថាននឹងដៃគូផ្សេងទៀតមានជំនាញដូចជាទី1ទំនាក់ទំនងទី2សម្របសម្រួលទី3សហប្រតិបត្តិការនិងដើម្បីទទួលបានសុខដំរមនីរវាងសត្វរវាងមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានបាទចំណុចទី1គឺខ្ញុំឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំនិយាយបន្តអរគុណបាទជំរាបសួរបងនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះទូចភិរុនជាសមាជិកក្រុម5ដែលនិយាយចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំនិយាយជំងឺឆ្លងពីមនុស្សទៅពីសត្វទៅមនុស្សគឺប្រាសិតត្រីគីនីឡាចំពោះនិយមន័យត្រីគីនីឡាហ្នឹងវាត្រូវបានគេហៅថាត្រីជីនេឡូស៊ីសដែលគឺបណ្ដាលមកពីការបរិភោគសាច់ឆៅដែលឆ្លងដង្កូវនៃពពួកអវ៉មដែលហៅថាត្រីឈេណេឡាដែលវាបង្ករោគឡើងជាទូទៅចំពោះសត្វដែលស៊ីសត្វដូចជាខ្លាឃ្មុំឬស្វាឬសត្វបរិភោគសាច់និងរុក្ខជាតិដូចជាជ្រូកព្រៃឬជ្រូកក្នុងស្រុកសូមស្លាយតបចំពោះភ្នាក់ងារបង្កជំងឺត្រីឈេណេឡាហ្នឹងគឺវាត្រូវបានបង្កឡើងដោយនេម៉ាតូតដង្កូវមូលនៃពពួកជំងឺត្រីឈេណេឡាដែលមានច្រើនប្រភេទដូចជាឬក៏មានច្រើនប្រភេទឬច្រើន species រួមមានTrichinella spiralis Trichinella spiralis Trichinella native Trichinella nasan Trichinella
Pritovi Trinichelana Trichelana Papo A nâng Trichelana Sim Bavem Sis. Chúng ta chăm lòng, ca chăm lòng cứ nâng phê đài mà nụ rư sát nâng bò rộp hộp sạch đài miên tục nơi đằng cầu Trichelana nâng viên nghi nâng chlòng nụ acid nông ngọc phê rùm lia cùng rộp rừng này có nơi chung quanh đằng cầu nâng bánh chanh đằng cầu bánh chanh đằng cầu chanh hai đằng cầu chlòng cho được nông ngủ viên hai nông rư dạp phê mùi tập bì ngay nâng khai chia đằng cầu bênh vầy bần tốt mốc bần tốt bì đằng cầu bênh vầy đạch đã phong xuất vì vì quá tự chi mình group group ví dụ vừa đầm ná chọn cắt sợi dây chim hai ban mình chun được sạch đom hay nó không sạch đom nó đằng câu việc cho tự không ba nâng on sim khai chia on clo nó không khép sụt hay vật chỉ vật cắt làm một đòn tiếp nó phải đài tục của bộ vóm là tập ban si đòi mình nuôi rửa sạch xanh tiệt ចំពោះរោគសញ្ញានៃ Trichinella នឹងវាមានពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1នឹងវាក្អួតចង្អោរាកនឹងឈឺពោះហើយរោគសញ្ញាបន្ទាប់កើតមានរយៈពេល2ទៅ2សប្តាហ៍រហូតដល់8សប្តាហ៍រួមមានឈឺសាច់ដុំនិងឈឺក្បាលហើមមុខជាពិសេសភ្នែកខ្សោយនិងអស់កម្លាំងរមាស់ស្បែកគ្រុនរៀននឹងទល់លិមួកសូមស្លាយបន្តចំពោះការធ្វើរោគវិឆ័យការធ្វើរោគវិឆ័យហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការរួមបញ្ចូលនេះរវាងប្រវត្តិនៃការប៉ះពាល់ការធ្វើរោគវិឆ័យ clinic និងការធ្វើរោគវិឆ័យមន្ទីរពិសោធន៍សូមកាត់បន្តិចភិរុនដែលសល់ស្លាយច្រើនណាច្រើនរៀងច្រើនដែរលោកគ្រូโอเคអត់អី topic គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយបងប្អូនផ្សេងទៀតក៏ចង់ដឹងដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូតាមមកហើយណាអញ្ចឹងអត់លឿនតិចទៅហេតុយល់បានចាប់ចំចាប់ដើមណាបាទអរគុណអរគុណចំពោះ expo history គឺជាការស៊ើបអង្កេតពីរោគរាតត្បាតដើម្បីកំណត់ពីការប៉ះពាល់របស់អ្នកជំងឺទៅលើការប្រើសាច់ឆៅហើយសិក្សាទៅលើការរៀបចំផ្ទះសម្បែងនិងការលាងសម្អាតទុកដាក់សម្ភារៈផ្ទះបាយហើយចំពោះ clinical diagnosis គឺចំពោះនិយមន័យចំពោះជំងឺ trichinellosis ហ្នឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺបានចែងថាយ៉ាងហោចណាស់ជំងឺវាមានរោគសញ្ញា6ដូចខាងក្រោមដូចជាក្តៅខ្លួនឈឺសាច់ដុំនិងឈឺចាប់រោគសញ្ញាក្រពះពោះវៀនហើមពោះហើមពោះផ្នែករោគផ្នែកនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលផ្នែកខាងក្រោមនិងផ្នែកខាងក្រោមនៃឈាមចំពោះការធ្វើរោគនិឆ័យ laboratory testing គឺការធ្វើតេស្តឈាមនិងមីក្រូទស្សន៍អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយក្នុងការធ្វើរោគនិឆ័យជំងឺ trichinellosis ការធ្វើតេស្តឈាមរួមមានការបញ្ចូលការរាប់ឈាមចេញពេញលេញសម្រាប់eosinophila សកម្មភាព creatine phosphokinase និងការធ្វើតេស្តផ្សេងៗដូចជាតេស្ត ELISA សូមស្លាយបន្ទាប់ចំពោះវិធានការការពារនិងវិធានសុវត្ថិភាពវិធានការសុវត្ថិភាពគឺយើងចំអិនសាច់ឲ្យឆ្អិនល្អយ៉ាងហោចណាស់71អង្សាសេសម្រាប់សត្វព្រៃនិង74អង្សាសេសម្រាប់បក្សីហើយយើងត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬទឹកក្តៅបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់សាច់ឆៅហើយលាងសម្ភារៈផ្ទះបាយដូចជាកំបិតជ្រុញចានហើយយើងបង្កកសាច់នៅសីតុណ្ហភាពដក15អង្សាសេហើយយើងចំណាំការប្រឡាក់អំបិលឬក៏ហាលការរោលឬការកម្ដៅក្នុងម៉ៃក្រូវ៉េវនឹងមិនអាចសម្លាប់ដង្កូវ Trichinella បានទេសុំស្លាយចំពោះវិធានការសុវត្ថិភាពចិញ្ចឹម
sát đôi chiếc trung nâng trông miên trung nâng trung ở bàn sát bạc hay phát đo chùm này nâng tức sát xâm lập bộ vệ tơ đôi chiếc bộ cờ đô cờ lạt hay chiếc viên ca bò rộp sát bởi xong slide tụng hay vệ thiên ca ca pia nâu bê miên tu chùm ngư nâng cư đồng bay xâm rạch nơi vị thiên là ca phía nâng dương trâu cổ rộp cô ca bay thông thông thì mỗi cư cô làm nón thì bị xa một phép thì bay cư nẹ phép quản. Chúng bố cô làm nón, cô làm nón dương bằng thua ca bằng ca nơi dụ tật xa chết nâng cô nơi dụ bay đây bị ca bằng ca đồng bay cho loài top nơi phê miên tốt chung ngữ trichinellosis hay bùng răng nâng bằng thêm nơi cách xa hạ pro tập bạch ca đồng bay slide top nâng miên sắc đa nụ phố nâng toàn bê lì xong slide vô tổng. Chúng tôi sẽ cảm ơn phía bên dương bằng cả dịch đây này nóng bạch chạy kết tế đâm bay ăn vật ở bán xâm rách nâng cao bằng cá đâm bay slide top tên nâng chủng ngữ tri trên này là ở toàn bê lì ai bằng cả ơn cảm sọc sai tàm một chiếc bài nền này. Chúng tôi nẹ vẹp quán nhưng miên đôi chia cật xuông thân hạ chiệt miên xuông sọc ca bị ba cả dịch cắm và đã than ấy ông ca đã chia đôi chia WHO, OIE, FAO hay miền đôi chia Staban CDC, OUA rum miền lục kru nẹt kru nâng lịch sắt hay bạc sốpét miền bạc sốpét khai bạc sốpét sọc nâng bạc sốpét phum xong slide tuần hay chấm phu kru thân nặng chấm phu sự vật tập tiếp xa thì là nặng nâng cứ vừa vừa ở miền bác bùa kháng đó sọc phép ảnh nụ sọc phép sát hay nâng bác bùa đọc bạc ở thà này nâng ca food safety problem miền này thà bác bùa đọc sọc bạc phép trong này hả hay chung phố sức đáy xa nửa thà dùng tam ca sắc xa mục chi ca nụ vọt sọc phép tài mũi nâng ca sao chưa tờ lưu chung ngư chlong vì ảnh nụ mọc sát đi trên là ai thua ai cầm được bọc nhóm bàn do cường thái vì miền cà pẹp quan khi này rằng sẽ đổ muốt hai chấm buộc bàn hà này dương từ thua cá nghĩa chia sẻ bọc quan nằm bay đọc sai nở bên miền tục chấm ư chlòng xong slide một thôi chấm buộc sầm nón bỏ tam rồi dạ ca sao chia nên ở ông pi chấm ư chlòng đại bàn do đăng ông pi sau khi tại muối cứ tha chấm ư chlòng bất chấm miền cua thân nặng nãy đó sọc phép mà nút nâng sát đại dương đèn ọc nia nơi tụ tiền của quốc lốc tàu rùm nia cầm chặt đôi chân nét cầm nhom bát xông xông nôm po đào thả ban bẹp quan đèn ọc cho rùm sọc sai ông pi hà nịp phơi nơi chùm người chlo ngoại ban tụ lùm tụ lý tiền toát nâng xông nôm po đào pi chụp bồi rót cột rút cho rùm thả cá nòng cá cà phê nâng cầm chặt chùm người chlo xông slide bộ tổ chức này chấm po dịch đây slide nhom nọ cún chỉ trong cõi cầm rập bọc nhom bát xông ở côn giang chưa chơi trong phố lục cừu mình đặt vận vật tay nâng lục cừu chia bồn na trong phố cách cắt khom răng rải đòi nơi trong này đăng nâng đòi lịch sử group group chỉ xem một chia sọc càng nghi anh quạt sọc phìp tai mũi em miền cồn non nằm bay từ tua ban nơi sọc phìp lo tiền mình sát nâng phạt than lo trong nói được bọc ca prayson được bọc nhóm bát ban mình chọn ở côn lục cừu nâng mặt đẹp nào bạn ở con trăn xem ra cầm tì muối đem miên thực hiện thân nặng nhà đôi xì cá hay mà chụp cầm cứ lục túi phiền và chẳng xong bao xong nuôi chấm lại từ mặt ruộng thân rồi còn nhà châu ruộng nông online zoom xây tiếp ôn bao từ tầm po tì muối nằm bây giờ khơi tầm non chứ đặt slide tới bên nhà bà đặt full screen đó. Ok chẳng là bật room khá dữ là cho room nó khá là online miền tình nuôi đã ngon lưu có một chút bạc lại nữa mình có ổn được đây có mua cái crew mới sẵn sắt và trong thì sẵn miền núi ai xua được quá chuyện thông số nghiệp sơ lục hữu nhưng một chỗ sắt xong số crom
thì phèm không mặc sứ sát tha bỏ son giết sát cá chủ ngư tê tỉ la ta dương bạc tục bếp ta mình sẽ ở sót ở vấy đồng bay tục cắt năng ca phê chủ ngư nguyên nì sốt một phân lục phụ ôn đập xong lô bị sát chụp bà đó chụp bà lục hủ chụp bà bà chân sáng chạy quát chấm po cá chi bá chi sai lục lưu nhom ở bàn sơ chờ lục lưu. Ok, chẳng phụn từ bị trôn cái này nữa, đại sự phơi miên được nói kẹn dục than sốc tiếp sát các cam sát, đại sự núi đôi khi mình bán, cái bị sát san muốn thợ é, phụ miên mật ruộng thợ xua sự núi cái này nữa, nông cầm nó quạt sai bàn, dừng cầm mưa bị trôi tới đây sai giờ miền tận này chẳng bắt hai bó, để tàu đang chăm sát nó, bắt con này miền bắc hai ta mình thả chăm sát nó cứ thở miền đặc trung, thở miền chặt thở miền phan xịp, thở miền từ chỉ vợ sát phía, chẳng hạn nó sát đặc nông chăm lao để cầm tay thang bị sát cắt xuống, để phun sai, cùng chi diêm sai ra cùng sai tháng ọt đằng phong. Chọc xong luôn chẳng hạn đang là ở đây nhé chị diêm sao nào quay đại dương sao chị diêm miên đã chẳng nói được nóng nắng nhé còn ai dương chạy chạy nhẹ và được tiết dương chăm sát miên cái hào là chi good animal husbandry practice group time ở lao mà chụp bắt sắp hiệp sẵn chúng ta hay cái hào là chi vẹn sắp bắt hiệp nhé miên băng ca phía mà nói dùng như chlong hay chăm miền tập miền chấm này sao tiền chăm cục còn máu chứ tổng ăn ngay đài châu rùm thôi ở sát sập hiệp ó chứ sát sập hiệp ó viên miền một vụ ba trăm xịt nắng hay một sân giật sắn đang ở miền ba trăm xịt nắng phó cô viên mình chờ màu nụ đài hay mùi tiết cứ dường thôi cảm sập sai nơi ha bảo mình nóng cứ cù tại chấm ăn sạch tại bàn chăn ó cả proper cooking nắng chẳng cần ai có chăn sạch ăn lo tới từ chấm nuôn tầm ham tầm bò và xịt nó có bị thoi cho bông hoa cái cảm nhận đây vậy đó chẳng gì việc tẹt to nè hồ chẳng sầm nuôn đang lo mình tán được tất là cứ miên sầm nuôn môi đá ha cầm phaôn miên man rọc hơi bị trôi thế ha đang tì cam một chía rồi còn đâu bị tì xây tiếp miên phi rồi mà nuôn ឈ្មោះឆ្លងដោយបារ៉ាស៊ីតត្រីខេនេឡានឹងប្រមាណនេះប្រមាណភាគរយអត្រាឈ្មោះប្រមាណភាគរយហើយធ្វើឲ្យស្លាប់ប្រមាណភាគរយប៉ុន្តែមានទេប៉ុន្តែឆ្លងឲ្យចំនួនហ្នឹងអើយក្រុមខ្ញុំអត់បានបញ្ចូលកន្លែងលោកអត់បានអូខេអញ្ចឹងបើអត់បានបញ្ចូលទេបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាគ្រប់ណាលក្ខណ្ឌអត្រាត្រីខេនេឡានឹង វាធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ100%អត្រាឈឺអត្រាស្លាប់យើងបងឯងទៅមើលនៅក្នុងឯកសារបោះដឹកជញ្ជូនដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងគឺមានទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងនេះចឹងបើអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចប្រកាសបានជាផ្លូវការសម្រាប់បងប្អូនដូចជាការហើយនឹងជួយជំរុញបងប្អូនបានទទួលជួបនៅក្នុងមុខវិជ្ជារបស់គ្រូផ្នែករបស់គ្រូនេះ ហើយគ្រូនឹងបោកស្រុកពេលបញ្ចប់ថាតើបងប្អូនបានទទួលប្រមាណដែកមួយឬពីរឬក៏បានទទួលខ្ពស់ជាងគេឬក៏ទាបមួយឈុំយើងនឹងដឹងនៅពេលដែលយើងប្រមូលបានអានិស្សិតគ្រប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ចុះនេះគឺជាកំណត់ក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាដែលយើងចូលវិទ្យាបណ្ដាលកក់កៅអីកែហៅថាកក់កៅអីទុកមុនណាយើងកក់កៅអីទុកមុនបាទអញ្ចឹង គួយធ្វើអាសាយមិនសំលួរប្រឡងនៅកំពុលមុខវិជ្ជាទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនបន្ទាប់គឺបងប្អូនសុខាគ្រិតត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីបន្តពីការងារយើងទៀតបាទអញ្ចឹងពីការហើយនឹងភិរុនមានអីប្រមាណពីនាទីទៀតផ្ញើទៅអូឌីអិនយើង
អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមស្ដាប់ការធ្វើបង្ហាញរបស់អើយក្រុមខ្ញុំលោកគ្រូភិរុនអឺខ្ញុំមានអីដែរលោកគ្រូគ្រាន់ថាអឺសុំទោសលោកគ្រូចំពោះអើយនឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចំពោះការខ្វះខាតនៅចំណុចខ្លះដែរលោកគ្រូសួរហើយនឹងមិត្តភក្តិសួរអត់បានបំពេញហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមមិនដាក់បញ្ចូលឡើងវិញលោកគ្រូអរគុណអូខេនឹងអរគុណច្រើនបាទ